Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Việt Nam Hội nhập được phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước thách thức nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng bị cạn kiệt và biến đổi. Nhiều đơn vị tổ chức tại Việt Nam đang từng bước có những hành động tích cực nhằm hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái. Trong suốt hơn 20 năm qua, với chiến lược phụng dưỡng thiên nhiên, Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội Sperry đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả nhằm cụ thể hóa chiến lược đó, trong đó có việc đào tạo thực hành nông nghiệp sinh thái. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. A Nông, 20 tuổi, là học sinh dân tộc Lào. Em đến trường Đại học Nhà nông sinh thái FFS của Viện Sperry tại HEPA để thực hành nông nghiệp sinh thái. Tại ngôi trường này, cùng với em, còn có rất nhiều học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau của Việt Nam. Các em chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Hâm Mông, Tày, Sán Dìu, Khơ Mú. Đến đây, đến với cánh rừng Đại Ngàn thuộc xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các em cùng nhau chia sẻ, thực hành những kiến thức canh tác bản địa và niềm tin tín ngưỡng của mình. Mỗi em được tự do thực hiện các mô hình canh tác nông nghiệp sinh thái của riêng mình, dựa vào kiến thức bản địa và những kiến thức mới được đào tạo. Sau 3 năm ở HEPA, trên một diện tích đất khoảng 3.000 m2, A Nông đã học hỏi được rất nhiều điều. Từ quan sát địa hình, tìm ra ý tưởng, phương thức thiết kế mô hình cho đến việc thực hành canh tác sinh thái. Ở mô hình của em thì bây giờ thì em đã thiết kế và chỉnh sửa các hệ thống vườn rau, như là em bố trí vườn rau nó gần nhà hơn để tiết kiệm thời gian, và khi mình đi thu hái thì nó trong một khu thì mình sẽ thu hái được nhiều loại rau khác nhau. Đối với mô hình đa dạng thì mình trồng các loại rau khác nhau trong một khu, trong một vườn, để tránh khỏi cái sâu bệnh, hạn chế sâu bệnh. Như trong một khu thì nó sẽ ví dụ mình trồng khoảng 3-4 đến 5 loại khác nhau, nó sẽ hạn chế cái sâu bệnh. Đa dạng cây trồng, đa dạng tầng tán, đa dạng vật nuôi, đó là một trong những đặc thù chính của canh tác sinh thái. Với các em, rừng được coi như là một người thầy trong thực hành nông nghiệp sinh thái, bởi rừng là một hệ sinh thái đa dạng, phong phú và mang tính bền vững. Chính từ những đặc tính đó của rừng, các em đã ứng dụng tất cả những gì học được từ rừng để vận dụng vào việc xây dựng thực tế mô hình của mình. Bất cứ một kỹ năng quy hoạch nào trong trang trại, các em đều hướng đến 5 quy luật của tự nhiên, đó là tính đa dạng, tính tương tác, tính đặc thù, tính thích nghi và bền vững. Tại sao trong rừng lại luôn luôn xanh tươi và lại không có sâu bệnh? Đấy là nói về rừng tự nhiên ấy, còn rừng trồng thì đương nhiên rồi, đương nhiên là có bệnh rồi. Cho nên là nông nghiệp sinh thái được ứng dụng nguyên lý từ rừng. Cho nên là như các chị vào tham quan thì mỗi một luống vườn, và dù là khoảng 2m hoặc 5m2 ấy, là các em học sinh đều được trồng rất là nhiều loại cây ở trên cái luống đó. Mục đích là ví dụ cụ thể, ví dụ như cây rau cải thì rất là nhiều sâu ăn. Nhưng mà nếu mà mình trồng thêm các loại cây khác, ví dụ như cây có mùi gia vị, ví dụ cây hành, cây tỏi, mình trồng xung quanh, và mình có thể trồng thêm những cái cây lá lốp hoặc là cây gì đó ở xung quanh nữa thì hạn chế được sâu bệnh. Việt Nam, 2/3 địa hình là đồi núi và rừng. Trên những cánh rừng đó, chủ yếu là người dân tộc sinh sống. Với 12 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 14% dân số cả nước, việc giải quyết đời sống cho người dân ở miền núi nhằm ổn định phát triển và phát triển bền vững là điều rất khó khăn. Bởi phần đông các hộ gia đình ở đây đều thực hành canh tác theo quy mô vừa và nhỏ, không thể ứng dụng các hình thức canh tác, sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn trên các vùng đất dốc. Nếu canh tác liên tục nhiều năm trên một mảnh đất, nhất là đất dốc, với kỹ thuật hiện đại thì đất sẽ nhanh chóng bị xói mòn, rửa trôi, sớm muộn sẽ trở thành hoang mạc. Bởi vậy, suốt hơn 20 năm gắn bó với các tộc người vùng cao, Viện Sperry đã xác định việc đào tạo những em học sinh dân tộc thiểu số trở thành đội ngũ những nhà nông sinh thái mang một ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc bảo vệ đất và rừng đầu nguồn. Cái chức năng của các vùng sinh thái ở miền núi, và đặc biệt các hệ sinh thái rừng miền núi, đấy là chức năng phòng hộ. Tức là về mặt sinh thái, đấy là chức năng phòng hộ. Và điều đấy rất quan trọng, bởi vì cái chức năng phòng hộ này cần phải được duy trì, và chúng ta phải nhìn cái chức năng phòng hộ như là một dịch vụ, một cái sản phẩm
mà nó cũng hội nhập vào trong toàn bộ quá trình hội nhập này. Và chỉ khi nào cái chức năng ủng hộ qua các hệ sinh thái đấy được thực hiện tốt, đồng nghĩa với rằng cộng đồng người dân ở đó họ thực hành tốt các cái kinh nghiệm, các kiến thức mà họ đã tồn tại, thì cái chức năng phòng hộ của hệ sinh thái ở vùng miền núi nói chung mới được duy trì một cách ổn định, và khi đó nó mới đảm bảo cho các cái vùng hạ nguồn đấy này có thể duy trì được một cái sự ổn định, phục vụ cho những mục tiêu tăng trưởng khác, phục vụ cho quá trình hội nhập. Và ngôi trường đào tạo nhà nông sinh thái FFS HEPA đã ra đời nhằm mục đích như vậy. Tại đây, các em học sinh dân tộc không chỉ được học cách thực hành nông nghiệp với các biện pháp chậm nhưng chắc, mà các em còn cùng nhau chia sẻ tín ngưỡng bản địa của các tộc người trong việc ứng xử với đất, với rừng và nước. Từ đó, tiến tới những thay đổi về nhận thức và hành vi trong các phương pháp luận vì một thế giới hài hòa, bằng hữu giữa con người với thiên nhiên. Nông nghiệp sinh thái thoạt nhìn thì không khác gì với nông nghiệp cổ điển. Thế nhưng đây lại là một phạm trù hoàn toàn mới, cả trong nước cũng như trên thế giới. Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội Sperry đã và đang tiếp tục nghiên cứu tìm ra những mô hình thực hành nông nghiệp phù hợp với đặc điểm sinh thái của nhiều vùng trên lưu vực sông Mekong. Tất cả các mô hình đó đều tuân thủ theo những giá trị cốt lõi của nông nghiệp sinh thái. Vậy, đó là những giá trị nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp phóng sự sau đây. Một buổi học chia sẻ giữa các em học sinh dân tộc. Các em cùng nhau nhận dạng các loài cây, chia sẻ cách ươm trồng, cũng như việc sử dụng theo kiến thức bản địa cùng niềm tin tín ngưỡng của các dân tộc mình. 15 tháng rằm ấy, nếu mà dế nó ra này, ra nhiều ấy, trong bát nước này, nhà năm đấy là được may rất là nhiều may mắn ấy, thời tiết thuận lợi ấy. Với các em, việc được nói lên tiếng nói của dân tộc, được thực hành bằng chính kiến thức bản địa sẽ tạo cho các em niềm tin. Chính niềm tin của mỗi dân tộc sẽ quyết định đến hành vi của họ, xây dựng nên các chuẩn mực trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên môi trường nói chung cũng như hệ thống canh tác nói riêng. Nông nghiệp sinh thái là sự canh tác hài hòa, tôn trọng các khuôn mẫu và các nguyên tắc trong tự nhiên và ứng dụng những cái bài học kinh nghiệm từ kiến thức bản địa và các giá trị niềm tin tín ngưỡng của các dân tộc sống ở lưu vực Mekong nhằm mục đích để canh tác tạo ra các sản phẩm sạch và an toàn sức khỏe của cộng đồng và trong môi trường sạch. Hầu hết các mô hình nông nghiệp sinh thái đang được thực hành tại HEPA đều theo mô hình nông hộ vừa và nhỏ. Chính những mô hình nông hộ này đã giúp cho phần lớn người dân tộc thiểu số có thể tự duy trì được không riêng gì cuộc sống của họ, mà còn duy trì được cho nhiều cộng đồng ở đó được ổn định về mặt sinh kế, văn hóa cũng như xã hội cùng các thiết chế trong cộng đồng. Điều đó đã được kiểm chứng qua hàng trăm năm. Chính bởi vậy, các chương trình đào tạo nông nghiệp sinh thái của Viện Sperry đều hướng tới ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất là những tri thức bản địa. Thứ hai là đạo đức, niềm tin tín ngưỡng, cuối cùng là khuôn mẫu và các nguyên tắc. Từ cái ba giá trị cốt lõi này chúng tôi muốn thúc đẩy cái quan niệm trong vấn đề quy hoạch và sự tài nguyên miền núi để cùng với cộng đồng làm sao đấy có thể hình thành ra được và cũng như thích ứng ra được những cái mô hình về canh tác mà chúng tôi tạm gọi là nông nghiệp sinh thái mà nó vẫn duy trì được những cái bản sắc của họ, kế thừa được cái tri thức địa phương của họ, thích ứng vào trong quá trình hội nhập hiện nay đấy. Và đặc biệt là tôi nói là nó đảm bảo vẫn duy trì được cái chức năng phòng hộ, chức năng sinh thái mà vẫn giúp cho cộng đồng người dân có được cái sự tự tin, luôn luôn tự chủ về các sinh kế của họ và đóng góp được vào toàn bộ quá trình hội nhập một cách ổn định bền vững. Tôi nghĩ rằng không riêng gì Việt Nam mà nó là những vấn đề chung của toàn cầu. Hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng được mở rộng, khả năng tiếp cận các yếu tố thị trường vào cộng đồng các tộc người ngày càng cao, điều đó đã tạo ra nhiều sự thay đổi. Cả thuận lợi cho người dân, nhưng cùng đó là những thách thức. Một trong những thách thức có thể nhìn thấy rất rõ, đó là quá trình suy giảm tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên rừng và đất, do việc khai thác phục vụ cho tăng trưởng hoặc việc thúc đẩy các quá trình phát triển sản xuất mang tính hàng hóa quy mô lớn, đã làm đảo lộn cơ bản các hệ thống canh tác truyền thống,
Bởi vậy, việc ứng dụng các mô hình theo hướng nông nghiệp sinh thái luôn là điều cần thiết trong cả thời điểm hiện tại và tương lai, cả ở trên thế giới lẫn Việt Nam. Bằng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, các mô hình nông nghiệp sinh thái sẽ được thiết kế và xây dựng theo những cách thức khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều hướng tới việc sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong chương trình Việt Nam hội nhập ngày hôm sau, chúng tôi xin đề cập tới việc thiết kế hiệu quả các mô hình nông nghiệp sinh thái tại HEPA. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.